nóng hổi vừa thổi vào. Cho anh thêm mấy miếng gáy nhiều hơn đấy, nhìn rất là ngon. Rồi cho thêm gáy đấy. Chào tất cả các bạn nhá, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang có mặt ở khu vực ngã tư Mỹ Sơn. Như các bạn biết đấy, ở khu vực này có một quán chó quay rất là ngon, quán chó quay Đức Linh các bạn nhá, một trong những quán chó quay cũng rất là ngon ở thành phố Lạng Sơn. Các bạn biết ấy, thì ở đây bây giờ anh Đức Minh anh đang thuê thêm cái mặt bằng ở bên kia và đang sửa sang lại. Tới này cơ sở đồ ăn của anh rất là rộng luôn, khu vực đỗ xe đây quá là rộng. Và xa xa các bạn nhìn thấy không, đang có một con chó quay đang trên lò. Đây chúng ta hãy di chuyển vào phía trong nhá. Một ngày em quay 10 con chó thì có ai hộ em không? Không ạ, em một quay 2 lò. Một mình quay 2 lò? Vâng. Wow. Từ sáng đến tối luôn. À. Một ngày 10 con chó em. Vâng ạ. Tức là một mình mà kham đến 10 con chó. Một mình kham 10 con chó. Wow, ngày già. Thế là lúc anh ra một rồi này. Một chậu rồi. Nhìn không? Ngon không? Wow. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Con dao cao bằng rồi, bản quyền rồi. Lắm thơm lắm. Nào bây giờ sẽ thưởng thức thịt chó quay Đức Linh nào. Ngon lắm. Chỗ nào ngon? Lá lốt. Đây là lốt. Lá lốt nhỉ. Rồi này, ui rồi ăn. Tí nữa anh ra ăn thì tuyệt vời đấy. Ai không nhìn tay à? Nhìn máy. Ra rồi. À như này mình ngắm cái này chứ. Vẫn lâu lâu phải có tia phát chứ bảo. Rồi. Cho em lên lên mặt trên kia ăn nhé. Ngồi trên kia. Rồi nạc ngon lắm. Như này. Rất mới luôn nhỉ anh nhỉ. Vâng. Ui giời ơi. Đứa này chặt nhìn con chó rồi. Đứa này thơ xịn đấy, chặt bị, chặt mà nó không lóm này. Chắc con được sát đấy đùa. Ừ. Đồ. Nghiến này là gối gì? Muốn nghiến đấy, nghiến xịn đấy. Chặt nó không hết luôn. Nghiến xịn lắm. Này đều nó có mùn, cái này phải đặt. Ơi, ngon chưa? Mãi mới nhớ ra bảo. Nào đi thưởng thức thịt chó đấy. Xuất chó quay ra các bạn nhá. Anh miếng chanh. Đấy em bắt là trong. Nhìn ngon chưa? Ôi dồi ôi. Tuyệt vời nhỉ. Đây này, cái nước chấm ở trong bụng này các bạn nhìn thấy không? Lúc này thì mới tuyệt vời. Hôm nay thì anh chủ anh yêu ái hơn một chút cho sao nhỉ? Nhiều hơn ạ. Cho anh thêm mấy miếng gáy. Nhiều hơn. Đấy nhìn rất là ngon. Rồi cho thêm gáy. Đấy. Nhìn sướng không? Mời các bạn đây. Móng tôm của móng tôm thưởng thức mình nhé. Nào. Nào. Rồi mời các bạn đây. Móng tôm mình
À, ở các bạn nhá, chúng ta hãy thưởng thức đi. Và đây thôi mình làm miếng qua chỉ. Đây như là một miếng qua chỉ rất là ngon, nhìn thấy không? Được, ăn xem nó khó tả không em? Mình chỉ thích cái nước chấm này thôi. Đấy, nước chấm ở trong bụng con chó nhìn ngon không? Ui rồi miếng thịt chó tuyệt vời. Nào mời các bạn nhá. Tuyệt vời không? Sao lại hẹn được? Ăn chó rồi ăn. Ui rồi đấy. Ngon phải không? Anh nói đi. Quá ngon. À. Tuyệt vời phải không? Thế rồi đấy thì đặc biệt luôn. Đúng rồi nhà em, nhưng đấy. Mà không thì dù phải thấy hạt liệu đấy. Chứ không phải là... Không đem xì như là... Đúng rồi. Bạn thấy dụ như là... Cái rồi tôi phải thấy hạt liệu chứ không phải là... Ví dụ như là mình cứ xay phải không? Đúng rồi. À... Thái. Đây, những miếng này cũng phải là thái. Hạt liệu như là như hạt ngô ấy. À... Đấy. Đấy. Chấm vào cái này một tí nữa là các bạn nhá. Đấy. Anh chủ nói làm rất là thèm rồi. Ừ. Nhìn thấy không? Ngon. Ngon lắm. Đặc biệt luôn. Có phải cái đất mà em thuê là đất chính không? Bạn có... Đúng rồi. Nếu mà điện ra ở phía bên ngoài nhá. Nó giòn mà đặc biệt những cái đồ ở bên trong nó còn mềm, nó ngọt, nó rất là thơm. Nhà này ngày xưa là làm cái nhà cũ rồi. Còn có miếng anh em làm xây dựng trước không mới làm được. Ừ. Đấy chả miếng chả chả chó. Lên cái view này thì cũng nhờ anh em đến bên này nên bán nó chim châu tươi. À châu tươi. Rồi. Còn buổi chiều thì vẫn thịt chó đấy. Rồi. Ui dồi ôi, đây hàm em thích lắm. Em để em cho sạch từ cái cốc đến kiểu chó hết thì mình không thích được. Thế là mà ui dồi ôi, đúng không? Bán tay thì bán hà tối bắt được hơn cái gốc của em. Chỉ để cho 8 triệu mình mua mấy chục triệu đấy. Xong rồi chán này. Cái đồ ghế kinh điển này như là cái đồ mà khí ấy. Không lẽ là mua được em cùng nguồn. Các bạn nhá, thì hôm nay vừa mới đưa các bạn đi trải nghiệm món thịt chó đây. Anh em cũng ngồi thưởng thức cũng khá là lâu rồi. Ăn gần hết thịt đĩa thịt chó rồi. Và trời bây giờ như các bạn nhìn thấy ở khu vực ngã tư Mỹ Sơn cũng khá là tối rồi. Ở đây có một số bàn thì anh em đang ngồi. Khu vực này ngồi cũng rất là thoáng nhá. Nếu bạn nào thích món chó quay Đức Linh thì các bạn hãy ghé đến khu vực ngã tư Mỹ Sơn đây để đến đây thưởng thức những miếng thịt chó quay của anh cũng rất là ngon. Gái em thợ quay chó nhưng mà bây giờ cũng hết việc, đang ngồi chơi. Rồi các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.